Kính thưa cái bác số điện thoại là 0125 3254 850. Xin dẫn chứng với bác là bác năm nay cũng đã 60 tuổi, bác là thế hệ cha ông. Thì bác có đặt niềm tin vào bên cháu Thao Chim Cú Gáy. Thì chúng cháu bằng tuổi con bằng tuổi cháu thì chúng cháu sẽ làm đúng cái công tác này để đăng để cho các bác cao tuổi cũng nhìn nhận là bây giờ một cái cơ sở chim rất là uy tín cũng đăng lên để cho các bác biết là cái lượng chim giống đây là đây là chú chim đôi chim mà bác ấy đặt mua, bác bảo là bác có khả năng bác bón. Thì đây là có những chú chim gửi đi cho bác. Mình tắt bỏ điện thoại đi. Đây là cặp chim này. Bác về bác bón. Đó. Thì đây là cái con ở trong. Để bỏ mình làm cái ô thoáng này để cho nó thở rất là thoải mái nhé. Thì bác ấy hẹn là bác ấy đi chơi đi khám bệnh trên Mỹ Đình thì bác ấy lên bác ấy lấy. Thì, cái hệ thống của mình gửi lửa ngày này mình sẽ gửi. Đây là đôi chim gửi cho bác. Bác đuôi 485 này này. Đó, 0125325485. 545. Đó. Mặc dù hôm trước bác cứ đặt là bác ở chung Mỹ Hương. Nhưng bây giờ là đôi này là mình chuẩn bị là đóng gói cho bác ý. Mình treo một cái thương hiệu và uy tín của mình. Đó, thì mình sẽ tại sao là mình phải nót giấy ở trong này, khi mà chim nó đi đái là nó sẽ thấm luôn, nó không bị bết lông. Và làm thế này thì chú chim của chúng ta sẽ không bị đó, hai con này nó sẽ đứng dọc này, nó sẽ không bị lạnh mà nó sẽ đảm bảo sau khoảng 10 tiếng là chú chim này vẫn sống bình thường, hơn nữa cũng được, nhưng mà mình khuyến cáo là những trong bán kính khu vực miền Bắc thì mình chuyển được nó. Và bây giờ là mình sẽ liêm phong vào đây. Đó, ông cầm con thế này, ông cầm ông dí, ông nhìn màn hình dí đấy. Đây là cái chú chim non là đánh niêm phong ở đây. Thì để mình bắt cái chú chim già. Đây là chú chim già, đây là chú chim khách của mình. Đó, đấy là chú chim khách rất là thuần. Mình quyết định bán cho bác ấy là 1,5 triệu. Đấy, đôi chim này là đang được nuôi và được thuần. Đây là chú chim nuôi từ nhỏ. Mình ghi mã số đây rồi. Và mình chuyển cho bác, thì bác cao tuổi, bác chơi con chim nó sẽ gắn liền với bác. Đó là cái con vật động vật cưng mình bắt luôn vào đây, và mình sẽ liêm phong và mình sẽ chuyển cho bác. Và cái clip này mình làm như thế này là hôm nay là hình ảnh này là clip số 1 của một khách hàng tại Mỹ Đình. Thì tới đây mình sẽ làm cái clip là ghi cái âm cuộc gọi của bác ý, là bác ý công nhận là mình gửi đúng chim như thế này và đúng đôi chim non và chim của mình gáy như thế nào. Bác ấy sẽ có những cảm xúc qua điện thoại. Em ơi, cầm cho anh con dấu ra đây để anh niêm phong cái. Dấu vuông cắt hai cái lá đây để anh niêm phong cái cửa miệng. Đó. Đấy, thì ông nhìn rõ con chim không? Có đúng con nhìn rõ. Nhìn rõ. Nhìn đẹp không? Đẹp. Đó. Đấy, may này có bác miền trời bác quay hộ. Mỗi hôm mình tự quay. Đó. Thì đây là chú chim, mình khẳng định là đây là chim khách và rất là thuần nhá. Đó, đây. Đó, rất là thuần. Cườm vừng ngực hồng. Và đây là nhà mình nhiều chim nên là mình cũng không chăm được như mọi người. Về là sẽ cắt cái giấy, cắt thêm cái giấy này để dán lên phong ở đây. Và lấy kéo với tờ giấy trắng ở đây anh bảo. Đó. Đó, con chim rộng à. Đó. Con đấy là giọng son đấy. Pha đấy, con pha đấy. Gáy. Con đây con mồi. Ok. Thì mình sẽ ông đưa con thử dí đây này. Đây là cái hình ảnh mà chú chim này là đã chia sẻ là chuyển đi cho bác số điện thoại như vừa là nãy. Thì cái clip này mình muốn là công khai để cho các bác cao tuổi khi muốn tìm đến một cái đơn vị để mua những cái chú chim khách chú chim khách thuần như thế này theo đúng thỏa thuận. Con giá con chim này mình bán cho bác là 1,5 triệu. Đó. Đấy là những chú chim này rất là đẹp, rất là thuần. Gù gáy. Đó, bảo thì cũng ok rồi chứ không
Đó, mã miếc như này. Nó thì này, điển hình là những chú chim nó như thế này là mình nuôi avi. Đó, mình nuôi avi thì mấy hôm nay mùa đông rét mình cho lên. Mình cho lên mình cho nó sưởi nắng và nó tập trung. Uống thêm khoáng chất và vitamin. Đó là những chú chim cũng khá là đẹp. Sau khi một thời gian nữa mình sẽ cho vào lồng đơn thì mình sẽ nó sẽ thuần hóa và nó sẽ lên khách dần dần. Con nào lên khách thực sự rồi thì mình sẽ bán cho các bác. Đó, những con này là con lên khách rồi. Đó. Hôm nay mùa đông nó cũng hơi không được nhanh chim lắm, nhưng mà chân đỏ đây. Đó, 25 tuổi rồi. Đó, những chú chim này vậy thôi. Đó. Thì về cơ bản là như vậy, những cái chú chim của mình là như vậy. Ông quay xe luôn đi để chuyển ra xe buýt để chuyển về Mỹ Đình cho cháu gái. Đó. Đó. Thế rồi, đưa anh bảo. Cái đôi chim non này là mình phải niêm phong vào cho bác ấy. Thì khi bác nhận chim thì bác nhớ là nhìn cái tem này. Cái tem này thì nó thể hiện là cái thương hiệu của Thao Chim Cu Gáy, vườn chim cu gáy Bắc Bộ, xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội. Đó, thì cái miệng này thì các bạn nên nhớ là khi các bạn về các bạn phải cắt rạch cái tem này ra. Nó phải thì các bạn mới lấy được con chim. Và các bạn để thẳng đứng như này. Đó, thì không, cái phiếu này để tí nữa anh dán. Thì tí nữa cái này sau khi đút con chim khách này vào thì mình cũng sẽ niêm phong vào cái phần này. Thì các bạn, các khách hàng mua từ xa các bạn khi nhận chim là các bạn phải kiểm tra cho mình cái niêm yết con dấu này. Nếu như các bạn thấy nó có dấu hiệu gì về rách hay là bất thường, không những trường hợp là đổi. Nhưng mình nói trước là cái hệ thống của mình là mình đã ok hết rồi. Kể cả nhà xe hay là xe ôm, họ đều là người của mình, người nhà của mình và họ đã làm việc với mình rồi. Cái tỷ lệ mà xảy ra trường hợp đổi chim là gần như không có. Nhưng mà vì bảo vệ cái quyền lợi của khách hàng, mình vẫn làm cái con dấu này và mình sẽ chuyển. Đây là đôi chim non mình vừa quay vừa lúc đầu đó. Và đây là mình sẽ bắt con chim khách. Con chim khách để mình dán hai hộp này, nó sẽ dính vào đây và tạo thành một đơn hàng. Đó, thì quy trình của mình ở đây là bác sẽ ôm. Bác cũng khoảng 80 tuổi rồi. Bác vào tận nhà, bác đi lấy. Xin lỗi, là khoảng, không, bác hôm nọ bác bảo bác 6 mấy rồi. Thì bác sẽ mang ra xe buýt. Và từ xe buýt sẽ chạy về về tuyến ở ấy. Chạy về tuyến xe Mỹ Đình. Và từ Mỹ Đình có một đơn vị của là trung chuyển. Họ sẽ sang xe đi các tỉnh. Nào, em quay lốt đoạn này. Đây, xong rồi, đây rồi, đi luôn rồi. Ông lổ máy đi. Cả cái lồng đấy à? Không. Chính xin rất là thuần nhé. Đó. Mình không muốn sang lồng bởi vì là khi mà nhận cả lồng thì xe buýt họ không nhận chim. Chim là một trong những cái động vật mà họ xe buýt họ không nhận. Thì mình sẽ bọn em cứ bỏ xuống để mượn anh làm cho nó. Đó. Đấy là đây là trao tay cho bác con chim khách. Đó, đấy. Đưa băng dính. Đó. Và mình sẽ dán cộng với cái niêm phong vào đây. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Là khi các bạn nếu mà có dán như thế này, nếu có bóc ra thì nó sẽ bóc luôn cả cái lớp giấy nguyên bản. Nên các bạn nên nhớ là những cái hộp của mình chuyển là những hộp mới tinh, không có cái sự chắp vá gì cả. Đó, mình đặt cái hộp riêng. Hộp này là hộp đựng chim của Thao Chim Cu Gáy. Đó, mình mở cái miệng này ra cho nó thoáng. Và những con chim chuyển như này mặc dù nó hơi hoảng một tí nhưng mà nó không bị tụt lông. Và đưa lên xe buýt thì nó rất là gọn gàng. Người ta cứ tưởng đây là một hộp bánh. Nếu như các bạn đưa vào cái lồng này thì họ sẽ không nhận. Đó, tại vì chim nó là động vật hàng gia cầm. Thì đấy là một cái clip mình chia sẻ với các bác cao tuổi. Các bác có thể hiểu chúng cháu là chúng cháu làm, xác định là làm một cái thương hiệu để cho các bác chơi chim một cách lâu dài. Từ từ đã, cái này từ từ đã. Bây giờ ông Liên cầm giúp cháu cái này để cháu quấn hai cái này thành một khối. Để cho xe, cái người xe ôm người ta chỉ biết là kẹo hay cái mì tôm. Nó chỉ là cái gói quà rất là nhỏ gọn. Mà nếu mà nó có đi phân ra đây thì cũng không bẩn xe buýt. Đó, đó, các bác nhìn thấy chưa? Thế khi mình dán thế này là họ cũng đó, bạn nhìn cái phiếu đây nhá, các bạn có thể liên hệ cho cái số 01 2532 54850. Bác này là với cái địa chỉ là xã Mỹ
thôn Vị Xuyên, xã Mỹ Hưng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Nhưng mà hôm nay là bác có hẹn là bác lên Mỹ Đình thì là bác đi lấy luôn. Thì như thế này là sau 2 tiếng nữa là có mặt ở Mỹ Đình. Không như số 6 rồi. Được, số này là anh sẽ giải quyết. Thì bây giờ là để anh dán cái phiếu ngoài vào đây đã. Để anh thì cứ quay bình thường thôi. Ông vội đi đâu ấy? Anh ơi nhanh lên để cho ông đi khách kìa. Đồng vội thì mày nhanh lên. Biết rồi thì ai chả biết là vội, thì bây giờ vội thì cũng phải đầy đủ giấy tờ. Rồi đây. Đấy, theo rồi. Alo. Vâng, vâng. Vâng. Về nhà rồi. Vâng. Thế rồi, về lâu chưa bác? À, về thì lễ rồi, thế bây giờ chim non phải có ăn không? Có chứ, bác hòa cái cắm gà hoặc là cắm chim, cắm trứng bao bì này bác lấy cái nước nước lã sạch hoặc là nước sôi nguội để sôi để nguội, bác ngâm khoảng 5 phút cho nó loãng ra, bắt đầu bác bón cực loãng vào cho nó. À, rồi. Bác bón cực loãng cho nó, nhưng mùa này thì bác nên có một cái ấm ủ hay có một cái gì đấy để mình còn sưởi cho nó về đêm. Bác phản nhận sưởi luôn rồi. Vâng, chim này lúc nào bác đến bác bón là nó phải sờ vào, nó phải ấm ấm người thì mới được, chứ đừng để nó lạnh nhá. Rồi. Thế còn con chim khách 1,5 triệu kia là bác thả chưa? Bác thấy cái hình, nghĩa là bác thấy với cái khả thi như nào, cả cảm nhận của bác như nào? Ừ, bây giờ thả ra thì thấy nó thuần, nó cứ đứng im đấy, thả hồ. À, nhìn về hình thức mỏ mắt, cườm mẫu mã chân, vảy lông, cứ móng miếc như nào? Thôi, cháu phải mai chứ bây giờ tối không nhìn rõ. Không nhìn rõ à? Thế là cũng vừa về xong à? Ừ, về vừa mới thả nó vào lồng xong con đấy. Vâng, bác thả vào cho nó uống nước, cho nó ăn đi. Nói chung là chim già thì nó cũng chả vấn đề, quan trọng là cái đôi chim non kia là. Nhưng mà đôi chim non này bác nhìn là bác ưng không? Ờ, đôi này quá được rồi. Nhìn đúng tầm đúng không? Ờ, rồi. Đúng tầm mình bón, đúng cái nguyện vọng thì mình bón sau này là thuần mà. Ờ, rồi. Mà chim nhìn nó bóng nhẫy, đẹp, khỏe thế. Ừ, nó vừa mẹ nó ra nó chật đẹp. Vâng. Thế quan trọng là nó, mình phải có nhiều mẹ thì khách hàng gọi lúc nào nó có cái tầm nào là mình phục vụ tốt bác ạ. Đúng rồi. Vâng. Tâm lý là chơi nhưng mà nó phải ưng ý của khách hàng họ phải ưng ý. Rồi, tôi mà chơi rồi nay mai sẽ vỡ ra cái khu này đấy. Vâng, cháu làm đứng lên cháu làm là cháu làm là bằng năng tính rất là nghiêm túc, làm là cái sân chơi rộng rãi và lâu dài cho nhiều lứa tuổi mà. Rồi, nhất trí rồi. Vâng, mà đấy bác biết ai này đâu nhưng mà cháu vẫn phải làm các bác cái tầm tuổi trên thì như cái con chim khách đấy chả biết đâu, nhưng mà bác về bác thả ra là bác thấy là chắc chắn là nó cũng không thể phành phạch hay là cái gì được. Nó đứng cầu thả, rất là hồn nhiên mà nhìn mặt mũi nó rất là bóng thoáng. Thả đứng im rồi. Thả đứng im đúng không? Nhìn người đi qua đi lại không nhìn cái cườm của nó rất là óng ánh, cườm vừng, cườm rắc. Rồi. Mỏ dài, mắt khôn, mà chân đỏ mà. Nói chung là xứng đáng với cái số tiền mà các bác tin tưởng các bác bỏ ra. Rồi, con này mai khiển là nó gù luôn chứ không? Khiển thì chắc chắn là nó là chim khiển rồi, bởi vì nó đứng hiên ngang đấy thì nó khiển rồi. Nhưng mà cũng phải mở ngoặc cái bác là thôi, nó vừa về thì bác cứ nuôi, lúc nào có con có hiệu trước sau nó gù, có con là mất 3-4 hôm bác ạ. Rồi. Bởi vì chim nó thay đổi lồng, thay đổi chủ thì nó phải có thời gian một vài hôm. Cũng miễn là nó cứ thuần thế là nó rồi. Thuần nó ưng rồi đa đúng không? Vì đến nên nó phải có nhìn, nó phải chấp nhận mình, nhưng nó không chấp nhận mình thì chán chết. Vâng. Thế là bác là ở đâu nhỉ? Bác
Bắc Ninh ấy. Nhưng mà chỗ 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 ấy à, cái gì Bắc Ninh nhỉ? Lương Tài Bắc Ninh. À, Lương Tài Bắc Ninh. Rồi rồi. Ừ. Năm nay cũng 60 hay 70 rồi. Ở ngoài 60. Vâng vâng. Vâng. Rồi ok, thế bác cứ ấy đi, có vấn đề thì bác cháu mình lại qua lại nhá. Rồi, nhất trí rồi. Vâng, cảm ơn bác. Vâng. Cảm ơn bác.